Audi Q8 thì đỉnh cực kỳ rồi đúng không cả nhà? Rất là đẹp luôn. Thì hôm nay Hoàng bàn giao em nó về với chủ mới. Hoàng giới thiệu một con trên phân khúc của nó nữa. GLS 450 4MATIC 2020. Thì cái con Audi Q8 đó chỉ nằm chung mâm với GLE thôi. Và bây giờ với cái tầm giá này thì mình có thể mua được GLS luôn. Trên nó một bậc, dài 5m2, 7 chỗ full size. Audi Q8 thì 4m9 thôi và chỉ có 5 chỗ. Con này thì mới chạy được 17.000 mấy trăm km thôi. Mọi thứ nó đều như mới luôn, một chủ từ đầu. Tên cá nhân Hoàng đang đứng ủy quyền luôn nha. Màu đen, nội thất nâu đen. Đó, toàn bộ là chỉnh điện hết luôn. Mình vô hàng ghế sau chỉ cần một chạm thôi là ghế nó sẽ tự động gập lại. Cái xe này đi đâu mình cũng chạm hết quý anh chị, không có một cái nút cơ nào luôn. Bước vào cái bệ bước nè, người già mà trẻ em mà có cái bệ này thì rất là tiện luôn. Bệ này thì gắn thêm khoảng 300 triệu nha quý anh chị, bệ bước của GLS Maybach. Đó, chúng ta chỉnh điện là cho ghế gập lại. Và cái khoang sau thì hàng ghế thứ ba rất là rộng luôn, hoàng cao 1m7 mấy mà ngồi chân không bị đụng luôn. Bên này cũng vậy, cũng là chỉnh điện, bước ra vẫn có bệ bước luôn. Hoàng thấy 300 triệu lên cái bệ bước này thì nó vừa sang mà vừa rất là tiện dụng. Và xe này thì có thêm một cái màn hình giải trí cảm ứng ở phía sau. Cái này là những cái option cộng thêm nha quý anh chị. Còn GLS thì không có những cái này đâu. Đó, màn hình cảm ứng coi YouTube các kiểu. Và có thể tháo ra gắn vô cái hàng ghế kế bên. Nếu mà con mình có đổi chỗ ngồi thì gắn vào bên đó thì bật lên sử dụng tiếp bình thường. Rất là dễ dàng luôn. GLS thì Hoàng không bàn về những cái tính năng của nó rồi. Quá nhiều cái option đáng kể. Hoàng chỉ giới thiệu những cái tính năng cộng thêm của con xe này thôi. Để bước thục thò. Hoàng thích cái này nhất luôn. Ngầu, cực kỳ ngầu. Và nếu bây giờ quý anh chị mua một con GLS mới lăn bánh trong hãng, nó khoảng 5 tỷ 8. Thì cái thời điểm hiện tại con này Hoàng chỉ bán 4 tỷ 789 triệu. Tiết kiệm cho quý anh chị cả tỷ đồng. 17.000 km, xe có sẵn giao ngay. Cái khoang sau thì khá rộng luôn, mọi thứ mình đều dùng một chạm hết. Muốn gập ghế từng cái hoặc là gập hết như thế này nè, Hoàng đang bấm một nút gập hết nè. Đó, ghế tự động gập xuống hết. Và mình muốn mở lại ở bất kỳ vị trí nào thì cũng có những cái nút điện riêng lẻ hết nha quý anh chị. Và có một cái nút nâng hạ gầm ở cái cốp sau nữa, để mà chúng ta để đồ hay gì đó khi đứng ở cốp sau thì bê lên nó dễ hơn rất là nhiều. Đó. Và ở phía trước thì cũng có cái nút nâng hạ gầm luôn để chúng ta di chuyển, còn ở phía sau thì để khi bỏ đồ chúng ta hạ xuống cho nó dễ. Và xe này thì cũng được lên thêm hệ thống nước hoa e-ong. Và với cái mức giá còn rẻ hơn con GLE nữa thì ở thời điểm hiện tại thì sở hữu một con GLS full size, full option, nhập khẩu nguyên chiếc với mức giá này thì cực kỳ tốt luôn nha quý anh chị.